Là chào lại Tăng Lóc. Hôm nay thì mình và anh Đăng sẽ làm món cút ram nha mọi người. Thì đây là phần gia vị mà anh em mình đã chuẩn bị đây này, gồm có ớt tỏi, tiêu, tiêu và bột ngọt. Và đây và không thành phần dầu. Quan trọng nhất là cút nha mọi người. Đây, cút khá là ngon nha. Bây giờ mình sẽ cho vào để ướp nha mọi người. Thì cũng khá là lâu rồi anh em mình chưa ra video là do là anh em mình phải đi phụ hồ để kiếm tiền nha mọi người. Cuộc sống của anh em mình cũng không có dư giả đó. Tại vì kênh YouTube của anh em mình vốn dĩ là chưa bật kiếm tiền nha các bạn. Thì điều kiện về số người đăng ký thì đã dư rồi, nhưng mà về điều kiện về 4.000 giờ thì vẫn chưa đủ. Đây, bây giờ mình sẽ ướp nha các bạn. Đây mình sẽ ướp cho ăn cút nó thật thấm rồi. Chiều mình sẽ nướng ăn cho nó thơm luôn. Như cút này anh em mình mua khoảng tầm 2 kg nha các bạn. Giờ mình sẽ đổ thêm dầu ăn rồi để mình trộn mình ướp đi nha mọi người. Mình cho thêm dầu ăn nha các bạn. Rồi, như vậy thì anh em mình xong cái công đoạn ướp rồi nha. Đợi cho mà nó ngấm vào khoảng tầm 1 tiếng sau thì anh em mình sẽ lấy ra để mình nướng nha các bạn. Thì anh em mình muốn cho nó ngấm thật là đều nên là sẽ đợi tới khoảng tầm 1 tiếng, đây là gia vị anh em mình đã ướp cho nó ngấm rồi các bạn. Nhìn rất là hấp dẫn nha, nướng kiểu này là siêu cay nữa rồi. Siêu cay ăn cho nó dính cái mỏ lên luôn. Rồi bây giờ anh em mình sẽ đợi lại nha các bạn, đợi lại và đợi cho nó ngấm này nha. Các bạn, đây là sau khi anh em mình ướp rồi nha, thì khá là thấm. Đây bây giờ mình sẽ đi nướng. Thì than anh em mình đã sẵn luôn nha các bạn. Đây than anh em mình đã bắt lên. Đây là những con ốc, con cút sau khi anh em mình đã tẩm ướp. Mình sẽ chảy đều ra cho nó chín nha. Nhìn máy ăn cút này khá giống như máy con gà con nha các bạn. Có khi nào người ta lấy gà con bán người ta? Nó chỉ con cút với con gà nó chỉ khác, khác nhau với cái đuôi thôi nha các bạn. Con dòm rất là giống gà con. Nó hơi bị thơm luôn nha các bạn. Đây là sau một hồi anh em mình nướng nha, con cút đã vàng đều hết rồi nè. Nướng khoảng tầm 1-2 phút gì đấy. Nhưng mà này nướng phải, mình nướng thì chắc phải còn tầm 10 phút đến 20 phút nha các bạn. Như này vẫn chưa là gì đâu, lát nữa nên mình sẽ quệt thêm nước sốt nữa. Nước sốt mà mình đã làm nè các bạn, để cho ướp nó ngon hơn nha. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu ướp. Cút bây giờ nó đã khô rồi, mình rưới nước lên cho nó thấm vào ăn thì nó rất là ngon. Ngon không chưa biết, nghĩ đến nó sẽ ngon nha các bạn. Rồi vậy thực sự nhìn rất hấp dẫn nha. Cái mùi nó bốc lên rất là thơm nha. Mùi
thơm nha các bạn. Mình sẽ trở lại nha. Cúc này rất là, nó khá là nhỏ, nó cũng to nhưng mà nó khá là tính theo ấy là nó nhỏ nên là người phải nướng phải chở liên tục, không là nó bị cháy nha. Rồi mình sẽ cho thêm vào mấy con cúc này luôn nha các bạn. Cúc bây giờ nó gần chín rồi nha các bạn. Chúng mình có thể nhắc ra được rồi. Rất là thơm luôn nha các bạn. Ok các bạn, qua xem một hồi nướng thì con cúc này đã chín rồi nha các bạn. Đây. Bây giờ mình sẽ cho lên dĩa. Sự giòn rất là hấp dẫn nha. Đây, hai con đã chín rồi. Bây giờ mình sẽ cho thêm vào lò để nướng tiếp nha các bạn. Anh em mình có tất cả là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 con nha các bạn. Anh em mình sẽ nướng 8 con. Con này vừa mới cho vào sâu nên là chưa bận chưa chín nha các bạn. Nên là thân hình nóng bỏng của hai con cúc đã nướng rồi nha mọi người. Sợ mình nhìn thấy mình chảy nước miếng luôn á. Cực kỳ thơm luôn nha các bạn. Cái mùi thơm của nó là mùi thơm từ sa tế, từ gia vị, từ hành tỏi. Nói chung là tất cả gia vị nó quyện vào nướng là rất là thơm nha các bạn. Ok các bạn, bây giờ mình sẽ ok các bạn, bây giờ mình rồi giờ mình sẽ đem lên và review cho các bạn nha. Đây là ăn chim cút mình vừa mới bỏ lên nè các bạn. Đây là. Ok các bạn, bây giờ mình sẽ review nha. Đây. Con chim cút của các bạn này. Dứt. Én. Nè phần đùi nữa các bạn. Chấm mướp. Thì mình tính làm một cái canh mà kiếm không ra chanh nha các bạn. Xin chào các bạn. Rất là ngon luôn nha. Thịt nó bạn vừa dai vừa ngọt vừa thơm mặn mà lắm nha bạn. Mình sẽ cắn miếng lươn leo nha. Thịt của mèo.
Nem tẩm ướp khá là lâu nên là nó thấm vào tận bên trong nên rất là ngon nha. Cúc này không phải là cúc nuôi nha các bạn, cúc này là cúc người ta bắt trên núi á, anh em mình đẹp thì người ta khi mà có thì người ta bán lại cho anh em mình, nó thịt nó rất là dai luôn. Đây mình có khá là nóng nha các bạn. Một thanh niên chơi ác, xương người bỏ lên con chó thì ngồi dưới chờ. Thấy con người ta đứng người ta giờ mà không cho. Chào mọi người đi gấu. Em quét đuôi các bạn. Nóng quá bạn. Mời bạn nha. Phần nước sốt này anh em mình làm khá là đậm nha các bạn, nên là anh có vẻ nó hơi mặn mà nó khá là còn hợp với ý mình như lúc ban đầu mình đợi đây, nhưng không sao bạn, rất ngon. Đây, mình sẽ xé cho anh Tăng một miếng nha. Thôi ăn đi, ăn đi, ăn đi. Anh mình Tăng sẽ review cho bạn. Đây, review nó cảm giác rồi, cảm nghĩ rồi. Đây là cái đường nha mọi người. Đúng là thằng em tốt. Ăn hết hai con rồi nó cho mình cái đùi Sao? Ra sao? Thật sự nó rất là ngon nha, do đây là cúc rừng nên thịt nó rất là dai, thơm. Nên là mùi uống bia cũng rất là ngon nha mọi người. Thử thì hôm nay chỉ có mình và anh Tăng quay thôi nha các bạn, bởi vì anh Bi và anh Thắng thì mất công việc hết rồi, anh Thắng thì làm, còn anh Bi thì hiện tại đang lo cho bà nên là mình không có anh Bi nha các bạn. Thì đó, hiện tại chỉ có hai anh em mình quay thôi nên là cũng chả ai nói chuyện cả, nên khá là buồn. Nhưng sao anh sẽ có tiếp tục làm những clip tiếp theo các bạn ạ. Thì theo như các bạn đã thấy thì rất là lâu rồi anh em mình cũng chưa ra video là do là
anh em mình phải đi làm phụ hồ để mà kiếm thêm tiền để mà có nuôi sống bản thân và làm clip cho anh em xem nha. Thì thời gian tới mình sẽ làm một cái clip về cuộc sống hàng ngày của anh em mình, như cuộc sống của anh em mình Cũng hiện một tại, YouTuber nghèo nha các bạn. để cho anh em biết được thế nào là cuộc sống của anh em mình nó cực khổ nha. Nên mọi người, nên các bạn có xem video thì nhớ đăng ký kênh cũng như chia sẻ video để ủng hộ anh em mình nha. Thì có lẽ clip của anh mình nó đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem video này, thấy hay cho mình xin một like, một đăng ký kênh và chia sẻ clip này để ủng hộ anh em mình nha. Bye bye, hẹn gặp lại các bạn. Tạm biệt mọi người nha. Subscribe vào YouTube này, nhớ subscribe kênh nhá. Mấy bạn nhớ subscribe kênh nhá. Ok, nhớ subscribe kênh. Cảm ơn.